Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 13 tháng 9 năm 2021. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 13 tháng 9 năm 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày đầu tuần. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tuần lễ mới này. Công ăn, việc làm, sức khỏe, những lo lắng, những đau buồn, bệnh tật, những dự án dự tính của cá nhân, gia đình và cộng đoàn, xin dâng lên lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, vì ngày hôm nay là ngày 13. Mỗi ngày 13, chúng ta nhớ hướng về Đức Mẹ Fatima. Mẹ đã hiện ra tại Fatima lần đầu tiên ngày 13 tháng 5 1917 tại Fatima bên nước Bồ Đào Nha và mời gọi mỗi người hãy tôn sùng trái tim mẹ, siêng năng lần hạt mân côi và sám hối cải thiện đời sống. Xin mẹ thương cho tất cả mọi người biết sám hối cải thiện đời sống trong cơn đại dịch này, để Chúa xót thương, tha thứ, chữa lành và cất đi cơn đại dịch đang bao trùm Việt Nam cũng như toàn thế giới. Và xin cho những người tội lỗi biết sám hối quay trở về, nhất là những người gây ra những tội ác cho nhân loại, những người có thể tạo ra những virus corona để tiêu diệt hoặc muốn khống chế nhân loại này. Xin cho họ được hồi tâm sám hối mà quay về với lòng thương xót của Chúa để được thứ tha. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên. Bài đọc 1 năm lẻ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôtê. 1 Timôtê chương 2 câu 1 đến câu 8. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi ông Timôtê. Anh thân mến, trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ. Tôi nói thật chứ không nói dối, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng, người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em cùng lặp lại câu đáp. Chúc tụng Chúa vì người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. Khi con hướng về nơi cực thanh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện. Chúc tụng Chúa vì người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc trời che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người.
tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người. Chúc tụng Chúa, vì người nghe tiếng tôi cần nguyện. Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức dầu tân phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này giáng muôn phúc ca, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Chúc tụng Chúa, vì người nghe tiếng tôi cần nguyện. Hallelujah, hallelujah. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 7 câu 1 đến câu 10. Luca 7, 1 đến 10. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capharnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, có những người bất đồng ý kiến với người này người kia, rồi bất đồng quan điểm ấy lên la lối một hồi. Nó thế này, nó thế nọ, nó thế kia. Rồi họ bị ma quỷ xúi dục, rồi họ mới như thế này, thế nọ, thế khác. Rồi cuối cùng kết luận là: Con tức họ lắm chà, bây giờ con phải cầu nguyện cho nó thế này, cho nó thế nọ. Thì tôi nói, tôi cười, tôi bảo là: Thôi, thương họ mà cầu nguyện cho họ, chứ đừng có vì tức họ mà cầu nguyện cho họ. Vì lòng mình còn đang tức thì cầu nguyện thế nào? Bảo có phải nói cho nó bỏ tức rồi thì nói xong rồi thôi. Nó giống như mình xả stress rồi. Nói cho nó nguôi giận đi chứ, cho nó bỏ tức đi rồi thôi. Rồi tâm hồn mình bình tĩnh lại, bình thản lại. Bây giờ thương họ và cầu nguyện cho họ. Và cầu nguyện cho mọi người cũng được bình an. Vì thực sự ra, thưa anh chị em, cũng khó nói lắm. Mỗi người có một suy nghĩ, mỗi người có một quan điểm. Mình khó mà bắt người ta phải theo quan điểm của mình. Mặc dù đó là
mình và nhiều người thấy rằng đó là quan điểm chung, là điểm đúng. Nhưng mà mỗi cá nhân họ cũng có những cái quyền lựa chọn của họ. Mình không thể ép hay là bắt họ phải lựa chọn theo mình hay là theo đám đông được. Cũng như Chúa Giêsu muốn cứu độ hết tất cả mọi người, nhưng mà Ngài vẫn dành cho họ được cái tự do để mà lựa chọn muốn cứu hay không muốn cứu. Trong 12 tông đồ, lọt vào đó một ông Giuđa. Chúa biết những toan tính của ông. Chúa đã nhắc nhở ông, nhưng mà Chúa vẫn để cho ông được tự do lựa chọn hoặc là theo Chúa hay là bán Chúa. Và đó là tình yêu, đó là lòng thương xót. Tình yêu và lòng thương xót thì luôn tôn trọng tự do lựa chọn của mỗi người, và họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Ví dụ, tôi ví dụ thôi, là bây giờ virus corona, người ta được kêu gọi một là chích ngừa, hai là không chích ngừa. Thì nếu mà ai không chích ngừa thì phải chịu lựa chọn là nếu mà có bị lây nhiễm virus corona thì đừng có kêu trách. Vì người ta đã có thuốc phòng ngừa rồi, mình không chịu chích, phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó, đừng trách móc ai cả. Trong khi có những nơi muốn chích mà không có thuốc mà chích, còn mình có thuốc mình không chích thì mình phải chịu sự lựa chọn đó. Nhưng đồng thời mỗi người lại có trách nhiệm với người khác nữa. Không phải tôi ví dụ, tôi thích hát karaoke, đó là lựa chọn của tôi. Người ta đọc kinh kệ người ta, còn tôi thích hát thì kệ tôi, đồng ý. Nhưng việc hát của anh đừng ảnh hưởng trên người khác đang đọc kinh. Vậy thôi, anh đóng cửa vào trong phòng, anh muốn hát gì hát, đừng có làm ồn hàng xóm đang đọc kinh. Hay là đừng có làm ồn những người bên cạnh đang muốn thinh lặng để ngủ nghỉ sau một ngày dài vất vả mệt. Đấy, mình được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Nhưng đồng thời sự lựa chọn của mình cũng phải tôn trọng người khác nữa. Vì có thể cái lựa chọn đó mà ảnh hưởng trên người khác, ảnh hưởng không tốt đó, thì lúc đó mình phải suy nghĩ lại. Thôi, vậy thì tôi hy sinh, không lựa chọn theo tôi mà lựa chọn theo lợi ích chung của người khác. Tôi sẵn sàng hy sinh cái ý kiến riêng của tôi, lựa chọn riêng của tôi để lựa chọn theo lợi ích chung của mọi người. Chứ không phải là về hùa với mọi người, cái đó khác. Về hùa với mọi người khi mà đám đông xuống lại ném đá nó đi, ném đá nó đi. Một người vô tội là Chúa Giêsu mà người ta súng lại, người ta về hùa, người ta xúi. Mà nếu mà tôi bảo rằng tôi phải chiều theo đám đông là tôi sai rồi. Nếu đám đông làm sai, ai làm sao tôi làm vậy mà ai làm bậy tôi cũng làm theo, là coi như tôi không có lập trường và tôi phải chịu trách nhiệm. Chứ đừng có bảo là tại đám đông nó như thế. Đám đông nó như thế nhưng mà tôi có quyền lựa chọn mà. Nếu thấy đám đông làm sai, tại sao tôi lại lựa chọn cái sai của họ? Tôi hèn nhát, tôi không dám đứng vững lập trường để tôi lựa chọn cái đúng, dù rằng người ta có thể ghét bỏ tôi, nhưng mà cái đó là cái điều đúng, nhất là điều nào hợp với thánh ý Chúa, hợp với lương tâm, hợp với thánh ý Chúa. Có khi lương tâm của mình không được uốn nắn đúng, lương tâm nó lệch lạc, cũng chưa hẳn là cái tiêu chuẩn. Nhưng mà thánh ý Chúa, lời Chúa, giáo huấn của giáo hội thì không sai chạy đâu được. Vì thế mà khi cầu nguyện, Thánh Phaolô trong bài đọc một thư Phaolô gửi Timôthê nói rằng là tôi muốn khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào. Cầu nguyện bất cứ nơi nào. Giơ tay lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Muốn lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận lời thì lời cầu nguyện đến phải có một tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Mà cái sự thánh thiện ấy không phải là mình thánh thiện, nhưng mà mình khẩn cầu Chúa thánh hóa con. Con là người tội lỗi, con khẩn cầu Chúa cái tâm thành. Sự thánh thiện đây là cái sự thành tâm của mình. Thành tâm ấy khi cầu nguyện là tôi sám hối vì biết rằng mình là kẻ tội lỗi, không đáng Chúa nhận lời. Nhưng xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi, và thành tâm sám hối với tâm hồn của con là bây giờ biểu hiện đó là con không giận hờn, con không xung khắc.
không bực tức, bực quá phải cầu cho nó chừa đi. Có những người điên lên bảo virus corona nó ác quá mà cầu xin Chúa bẻ cổ cái thằng nào mà nó chế ra cái virus corona. Nó cứ ngồi trong phòng thí nghiệm nó rảnh lắm mà. Rồi nó chế ra hết con này, rồi người ta vừa mới ra vaccine 1 thì nó ra chế ra cái con 2, vừa mới ra vaccine 2 nó chế ra con 3. Cầu xin Chúa bẻ cổ cái thằng quỷ sứ ra đi. Hay là cái tập đoàn nó đi, hay là cái đám nào mà nó muốn khống chế nhân loại này bằng cách là nó thả thuốc độc xong rồi nó bán thuốc giải độc để cho người ta phải lệ thuộc vào nó, giống như là người mà nghiện thuốc phiện. Đa số các bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện là vì người ta mồi chài ngon lắm, hút đi thử đi miễn phí. Thế thì khi mà thử vô một lần sợ quan nôn mửa và không thôi, lần thứ hai nó sướng lắm. Lần thứ hai thì ảnh hưởng của thuốc phiện làm cho người ta đê mê và sảng khoái, thế là cứ từ từ bị nghiện. Và khi nghiện như vậy thì làm nô lệ cho nó điều khiển mình. Cứ đến giờ đến cơn là phải đến xin thuốc phiện thôi. Dính, uống thuốc độc rồi như là phim kiếm hiệp, chuyện kiếm hiệp. Uống thuốc độc của trưởng môn rồi thì bây giờ cứ phải lệ thuộc trưởng môn, và cứ đến ngày giờ rằm tháng 8 chẳng hạn là phải đến để mà lãnh thuốc giải độc và phải làm theo ý của người ra thuốc giải độc, người ra thuốc độc và thuốc giải độc. Nếu không thì không phát thuốc là chỉ có bị hành hạ mà chết thôi. Thì thưa anh chị em, đôi khi mình cũng muốn điên lên, mình cầu nguyện như vậy thì tâm hồn mình không được bình an, không giận hờn, không xung khắc. Và khi cầu nguyện, hãy nhớ lòng thương xót của Chúa là vô biên giới, không có giới hạn và không biên giới, không có phân biệt đối xử nữa, không phân biệt đối xử, không có thiên vị, không có giới hạn, không có biên giới. Vì thế mà Phaolô nói rằng là tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn. Cầu xin, khẩn nguyện, nài van và tạ ơn. Đấy, khi mình cầu nguyện là mình có quyền cầu xin chứ. Có những người bảo cứ mở miệng là xin, ở kia thì có nhu cầu thì tôi xin, không có nhu cầu thì thôi. Tôi biết rằng tôi lệ thuộc Thiên Chúa, cho nên hơi thở của tôi cũng là Chúa ban, sức khỏe của tôi cũng là Chúa ban, và ánh sáng mà nơi tôi cũng là Chúa ban, thì tôi xin Chúa gìn giữ tôi không được à? Tôi xin Chúa chữa lành cho tôi không được à? Tôi có quyền xin chứ, vì lời Chúa nói mà, xin thì sẽ được mà. Nhưng mà tại vì mình xin không được là vì mình không biết cách xin. Mình xin không được là vì mình không chịu xin. Mà mình xin với tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Còn xin để báo thù, xin để mà thỏa mãn cái lòng tự ái, lòng ganh tị, ganh tức của mình. Xin Chúa cho con được thành công để cho cái thằng kia nó chừa đi, nó cứ coi thường con. Xin Chúa cho con được thi đỗ để con được hãnh diện với hàng xóm. Xin Chúa cho con được đi tu để bố mẹ con được gọi là ông bà cố. Mình xin như đó thì sao được. Xin Chúa cho con được lên chức này chức kia, để vinh quy bái tổ, để hãnh diện với hàng xóm, vì nhà có 4-5 đứa con riêng mình cho Chúa, có mấy người đi tu vân vân và vân vân. Thì cái ý của mình nó không thật, không thiện, không thánh. Ý thiện, ý thật, lòng thành. Thì khi mình xin như vậy, mình có quyền cầu xin, được khấn nguyện. Phải có sự khấn nguyện trong đó, có sự quyết tâm khấn và nguyện cái gì trong đó. Con xin Chúa cho con được bình an, và con nguyện rằng con là người nói những điều đem lại bình an cho mọi người, thì mới trở thành người bình an được. Xin Chúa cho con có lòng thương xót, và con nguyện rằng con thực hành lòng thương xót ấy trên những người cần xót thương. Xin Chúa tha thứ cho con, và con nguyện rằng con cũng sẽ tha thứ cho những người mà xúc phạm đến con. Cho nên khi mình cầu xin và phải đi kèm với khấn nguyện. Mình khôn mình đi có một chiều à? Xin Chúa xong rồi thôi, còn phần còn chuyện đó của con Chúa đừng có đụng tới, con tự xử. Xin Chúa cứ tha thứ cho con đi. Còn hàng xóm nó xúc phạm đến con thì con phải là cho nó biết thế nào là lễ độ. Lôi thôi gì cả, cứ nhường nó cứ làm tới. Vậy thì Chúa nhường mình bao nhiêu lần, mình có làm tới không? Quá sức làm tới. Bao nhiêu lần đến xưng tội,
Chúa tha xong rồi lại làm tới hoài không thấy à? Phải thưa anh chị em, mình xin Chúa rộng lượng với mình, rồi cuối cùng người ta đến ta nhờ mình cái này cái kia, mình nhất quyết không giúp người ta mặc dù mình có khả năng. Vậy thì xin Chúa rộng lượng với mình, Chúa ban cho mình để làm cái gì thì để con để dành chứ. Giờ đang Covid thì đi chợ đi búa không được, phải lo một chất đầy trong tủ lạnh chứ, cho để lỡ Covid thì cứ giữ nghiêm với lại thiết quân luật với lại giãn cách xã hội đến cuối năm cũng phải chết đói à. Chúa thì không biết lo xa gì cả. Thưa chị em, con người của mình phản ứng tự nhiên là như thế đấy. Phản ứng tự nhiên là như thế đấy. Ủa tôi, Chúa cứ bảo con tha cho nó để làm tàn. Mình lòng mình tha, nhưng mà cách mình xử như thế nào lại là khác. Cách xử như thế nào để cho người ta biết được lỗi lầm của người ta, để người ta không có lợi dụng và người ta có cơ hội để người ta sám hối. Cái cách nó cũng, xin Chúa cho mình có cái cách. How, đó là cái khó nhất. Mình làm sai là nó đi chật hết trơn. Cái cách làm nó quan trọng lắm. Lòng mình thành rồi, lòng mình sẵn sàng tha thứ rồi. Mà bây giờ như thế nào đây để cho họ có cơ hội quay trở về? Đôi khi mình phải giả mặt làm nghiêm chứ, đôi khi phải giả mặt hình sự chứ. Nhưng mà đó là cái cách. Còn lòng mình là chỉ muốn người ta được những cái điều tốt lành, quay trở về với Chúa, sám hối để được Chúa thương. Thế thôi, nó khác nhau. Vì thế khi mình cầu nguyện, mình cầu xin, mình khấn nguyện còn phải nài van. Như người đàn bà, Chúa nói đến cầu xin cái ông quan để mà giải oan cho mình. Thôi, cửa thì đóng, con tôi ngủ hết rồi, đèn thì tắt rồi, đứng đến làm phiền. Cứ nài nặng mãi. Cuối cùng thì mày phiền quá, thôi rồi, đây, giải quyết cho xong cho rồi đi. Thì Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta là kiên trì trong cầu nguyện. Nài van là diễn tỏ lòng khiêm tốn của mình. Thế chứ mình xin ai cái gì cũng phải khiêm tốn lắm chứ, cũng phải nhẫn nhục lắm chứ. Cho thì vẫn oai hơn chứ, đúng không ạ? Mình ban phát mình vẫn hãnh diện hơn chứ. Trời ơi, đi xin nó nhục lắm. Bây giờ Covid này đói lắm mới phải mở miệng xin. Có người nói, thưa cha, mùa Covid này tụi con đa số mấy dân làm ăn phá sản hết trơn. Mà khi bị phá sản như vậy mới thấy rằng cái đồng tiền và lương thực bây giờ nó quý như thế nào. Chị bạn còn mỗi tháng có khi ra vào cả chục tỷ, tiêu toàn tiền tỷ không. Bây giờ chết cứng, con mới chuyển khoản cho được 5 triệu mà nói em có biết là 5 triệu em giúp chị như thế này là cả bằng cả một cái gia tài không? Bây giờ không còn cái gì để mà ăn, không còn cái gì để mà có thể bán để mà mua được cái gì nữa. Chết cứng hết rồi, mà đói rồi. Lúc trước mình nghĩ mình có 5 tỷ, 10 tỷ chuyện bình thường. Bây giờ có 5 triệu thôi mà như là một gia tài, như là một kho báu. Cảm ơn rối rít lên. Cái gì thưa anh chị em, mình cho, mình vẫn thấy mình ngon hơn, vẫn trên cơ hơn. Vì khi mình nài xin Chúa, tức là mình khiêm tốn và kiên trì. Kiên trì đó là để tỏ thái độ khiêm tốn. Và kiên trì khiêm tốn đó là tỏ thái độ tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình không kiên trì là mình ngon rồi. Mình không khiêm tốn là mình chẳng cần Chúa rồi. Xin cho thôi. Ô, không cần đâu nha. Ừ, chẳng nó vừa chứ. Này khó lắm mới đến xin nha, chứ không phải là mình xin Chúa mình thái độ như vậy. Nếu như mình xin lỗi để vậy đã vừa lòng chưa? Trời ơi, khi mình xin lỗi thì mình phải khiêm tốn, mình nhận rằng tôi có lỗi như vậy, tôi thành thật xin lỗi chị. Tôi đã nói như vậy làm chị buồn, thôi xin chị tha cho tôi, nhiều khi tôi cũng vô tình, hoặc là tôi cũng không có kiểm soát được, lúc đó tôi hơi nóng, nói như vậy thì chị xúc phạm đến chị, và nói vậy cũng không có đúng nữa, chị thương bỏ qua cho tôi nhé. Tôi cố gắng tôi điều chỉnh lại. Mình nói như vậy người ta nghe nó còn mát lòng mát ruột. Xin lỗi vậy vừa lòng chưa? Nó thích xin lỗi thì xin thôi.
Vậy vừa lòng Chúa, thưa anh chị em, nó vậy sao được? Nài xin Chúa tha cho con. Chứ phải nói với Chúa, con xin lỗi vậy rồi Chúa đã vừa lòng chưa, rồi ban ơn thì ban lẹ lẹ lên cho nhờ đi. Rồi thứ ba, thứ bốn là mình tạ ơn. Nhiều khi chúng tôi giúp cho những anh chị em trong lúc khó khăn này, nhưng mà có mấy người nhắn tin là con cảm ơn cha hay cảm ơn nhóm đã giúp chia sẻ cho chúng con. Ít lắm. Người ta khó khăn thì người ta kêu, nhưng mà lúc người ta nhận được, ít ai tỏ lòng biết ơn hay là nói lời cảm ơn. Thực sự thì mình thi ân đâu cần báo, làm không cho tay trái biết việc tay phải làm. Nhưng mà thái độ của người nhận là khi mà họ phải nói lên lời cảm ơn, họ cũng ngại lắm, phải khiêm tốn lắm mới nói lời cảm ơn. Tức là nói lời cảm ơn, tức là mình nói lên cái sự lệ thuộc của mình vào người ta. Cho nên giờ đói nó phải nhận, vậy chứ còn xin lỗi lúc khác không cần đâu. Bây giờ vẫn còn chảnh chọe vậy cơ, thưa anh chị em. Chứ mình nhận ơn của Chúa cũng vậy. Mình mấy người đến tạ ơn đâu. Tôi thấy bản thân tôi cũng vậy. Nhiều khi mình ăn xong bữa cơm vui vẻ cái đứng dậy rồi đi, đâu có nói lên tặng cái tạ ơn Chúa đâu. Hay là mình nhận được món quà này món quà kia, mình có biết đó là ơn của Chúa ban cho mình đâu. Lúc này mọi người đang đói khổ, mình còn cơm ăn áo mặc nhà ở như thế này, còn được hít thở không khí, thử dính Covid và coi. Cái ghê gớm nhất, sợ nhất, đau nhất đó là không thở được. Covid nó tấn công hai cái lá phổi, không hít và không có không khí. Mà không có không khí thì tiêu rồi, hơi thở mà. Không lấy được não thì lấy đâu mà nuôi não, mà làm sao con người mình có thể sống sót được. Mình không biết tạ ơn Chúa. Hít vào một hơi, hallelujah, thở ra, tạ ơn Chúa. Hít vào, thở ra, hallelujah. Hít vào, thở ra, tạ ơn Chúa. Biết lời dâng lời tạ ơn. Mà mình càng tạ ơn bao nhiêu thì mình càng được lãnh thêm ơn bấy nhiêu. À, con đó nó biết điều đó. Sau có khó khăn nó giúp nó nha. Ôi, cái đám đó nó vô ơn lắm. Có thấy đứa nào nó quay lại nó cảm ơn gì đâu. Sau nó khó khăn thôi kệ đi. Đứa nào nó biết điều thì mình giúp, đứa nào nó không biết điều thì thôi. Con người ta tự nhiên là như thế. Thì khi mình không cảm ơn là mình thiệt thòi. Là mình hết hy vọng có thể được giúp đỡ lần thứ hai rồi. Khó khăn xin rau, xin gạo, xin này khác, nhận được xong quên luôn. Thì người ta sẽ không giúp mình nữa. Có phải thiệt cho mình không? Còn người ta thì đâu ăn ảnh hưởng gì, đâu thêm bớt gì đâu cho người ta. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Kinh Tiền Tụng thứ 4 trong Thánh Lễ nói rằng lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con phần rỗi, ơn ích. Vinh quang của Chúa đâu cần mình phải thêm Chúa mới lại có được vinh quang. Nếu vậy thì còn gì là Chúa nữa. Còn gì là Chúa nữa. Lời tạ ơn mình không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho mình. Vì mình nhận biết rằng Chúa thương mình, nhận biết rằng Chúa cứu mình, và từ đó mình thể hiện tình thương ấy cho những người khác. Đó là thái độ tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chúa đã ban ơn cho con tạ ơn Chúa bằng cách con sử dụng ân huệ đó để chia sẻ, để giúp đỡ những người khác. Có những người được ơn khấn xin nghiệp, có công ăn việc làm rồi thì không bị phá sản, rồi mua được đất đai này kia. Quay lại nói, con muốn dâng cái bình bông, con muốn làm cái ghế đá, con muốn làm cái mái che để tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Tôi nói không cần. Tạ ơn Chúa với Đức Mẹ bằng cách lo cho con của Chúa, lo cho con của mẹ. Thấy con Chúa đói không? Thấy con mẹ khát không? Đó, lo cho họ đi. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ nhất. Còn cái đài, cái tượng làm cho to, cho đùng rồi khắc tên mình vào đó, cái ghế đá cũng khắc tên mình vào đá đó, rồi cái tượng cũng khắc tên mình vào đó. Tôi đến một nơi hành hương mà thấy lúc toàn thấy tên người đó thôi. Tôi nói cái này là không phải là đài Đức Mẹ gì đó, nhưng mà đài Đức Mẹ của cái tên người đó thì đúng hơn, đổi cái tên luôn cho rồi. Quá trời tên. Cả một cái cỡ quảng trường như vậy mà chân đài cũng tên người đó, cái tượng đài cũng tên người đó, rồi cái lư hương cũng tên người đó, ghế đá cũng tên người đó. Gặp tôi bảo mang về,
tên của ai thì mang về nhà người đó. Đây là đền đài Đức Mẹ chứ không phải đền đài của ông của bà, mà để tên của ông bà vào đây làm cái gì? Chúng tôi ngồi đất cũng được, chẳng cần ghế đá mà phải có tên, tôi nói thẳng. Còn nếu để lại, tối nay đem máy ra mài sạch hết tên nó đi. Tượng cũng vậy, không cần phải ghi tên mình vào đó, bàn thờ cũng vậy, ghế nhà thờ cũng vậy. Cái gì cũng phải ghi tên vào đó. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ nhất không phải là để cho ghi vào đó để người ta biết ơn mình. Tạ ơn Đức Mẹ mà để người ta biết ơn mình thì còn nghĩa lý gì nữa không? Là lo cho con của Chúa, con của mẹ đang đói khát kia kìa. Có người hỏi, giọt sữa cho bé thơ là gì cha? Đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Hỏi xong biết có làm hay không? Vì đứa bé nó đang khát sữa, nó không có sữa thì cho nó một giọt sữa. Mẹ nó không có sữa thì bồi dưỡng cho mẹ nó để mẹ nó có sữa cho nó. Chứ phải trực tiếp là cho sữa cho đứa bé, nhưng mà giúp cho mẹ nó bồi dưỡng để có sữa cho con bú. Như thế nữa kìa. Ủa sao cha nói giọt sữa cho bé thơ mà lại còn đi mua lương thực cho mẹ nó? Thì lương thực cho mẹ nó thì mẹ nó có sữa cho con nó bú chứ sao? Chứ đâu phải cứ đi mua sữa mới là cái giọt sữa cho bé thơ. Lo cho đứa con mà người mẹ héo hắt thì lấy sức đâu mà chăm sóc con mình. Vì thế mà mình thấy rằng là mình chưa thoát được cái suy nghĩ là tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và các thánh bằng cách là lo cho con cái của Chúa, của mẹ đang đói khát, đói khổ. Anh chị em cứ về lại hỏi trước mặt Chúa, Đức Mẹ hỏi coi. Chúa có vui khi thấy con cái Chúa khổ không? Hay là anh chị em tự hỏi chính mình này, mình có vui khi thấy con của mình nó đói khổ không? Mình ở trong nhà biệt phủ 6-7 tầng, con của mình nó ở gầm cầu mình chịu được không? Và như vậy có vinh danh con mình không? Trời ơi, sao mày nằm dưới gầm cầu khổ vậy con? Mày có phải là con ông Long không? Ông Đại Gia Long không? Ông ấy có cái nhà dắt vàng ngay chỗ ngã tư, ai nhìn thấy mà đây là Đại Gia Long mà sao mà mày lại con của ông mày như thế này? Lúc đó liệu cái ông Đại Gia Long đó ông có được hãnh diện không? Còn đây, trời ơi, cái nhà này là của con của ông Minh đấy. Ông lo cho con ông như vậy đấy. Đó, bố mẹ thương con như thế. Thế thì mình lo cho con của Chúa là mình lo cho Chúa. Mình làm bất cứ cái gì cho người bé mọn nhất là làm cho Chúa mà mình quên điều đó sao? Và đó, cầu nguyện không những là vậy mà cho tất cả mọi người. Chứ không phải cho người này, người nọ, người kia, mà cho tất cả mọi người, cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền nữa. Trời ơi, cha ơi, vua Chúa nó có đầy đủ hết rồi, cầu nguyện cho nó làm cái gì? Chờ củi về rừng. Người cầm quyền họ có quyền trong tay, họ nắm quyền sinh tử trong tay, mình cầu nguyện cho họ để làm cái gì? Chúa cầu nguyện cho mình đây này, khổ, nghèo, đói, khát đây này. Trời ơi, nhớ rằng là cầu nguyện cho vua Chúa và người cầm quyền để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Những người có chức có quyền, những người lãnh trách nhiệm trong đất nước trên thế giới này, họ cầu nguyện cho họ biết thương dân, biết lo cho dân được an cư lạc nghiệp, biết thương dân trị nước, biết lấy lòng thương xót mà đối xử với con dân của mình, có lòng thương xót với người dân. Cho nên có những ông vua, có những người lãnh đạo được người dân thương là vì đi chân đất, là vì dấn thân với những người nghèo đến từng nơi, chăm sóc cho người dân coi nó bị nhiễm virus nó sống như thế nào, có được trích hết chưa. Ngày ngày lặn lội đến từng nơi, từng nhà, từng chỗ để thăm nom hỏi thăm, cầu nguyện cho những nhà cầm quyền họ sống được như vậy. Họ đừng có chỉ tay năm ngón, họ đừng có ngồi mát ăn bát vàng, họ đừng có đứng trên tòa mà nói mà không làm. Chúa nói những người đứng trên tòa, họ nói mà không làm thì nghe họ lời họ nói thôi, chứ còn đừng nhìn việc họ làm vì họ có làm đâu. Thì mình cầu nguyện cho họ, cho vua Chúa, cho những người cầm quyền. Cứ chửi đống thì được ích lợi gì thưa anh chị em? Mình chửi đống lên thì được ích lợi gì? Có được cái gì đâu. Lại mất ăn, mất ngủ đi. Vì cầu nguyện là không giận hờn, không xung khắc. Thương họ đấy. Vì họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Chúa ban cho họ nhiều thì họ phải trả nhiều thôi.
Họ sẽ trả lẽ trước mặt Chúa là cả một dân như thế con làm họ khổ người ta bởi chính sách của con như vậy, bị con trả lời đi. Cả một cái đảo như thế mà con cô lập họ, con để cho họ như thế thì con trả lời đi. Bao nhiêu quyền hành con nắm hết trong tay mà con không có dùng quyền để mà giúp người dân, mà con dùng quyền để con hành dân, gọi là quyền hành, phải không? Chứ chắc chứ. Phải cầu nguyện cho họ, thương họ và cầu nguyện cho họ. Họ còn trách nhiệm nặng hơn mình nhiều. Cho họ nhiều thì đòi nhiều thôi. Có sướng gì đâu mà ganh mà tức mà bực với họ làm cái gì. Cho nên ai được lên chức thì phải chia buồn với họ, đừng có chúc mừng. Chia buồn vì chết rồi đó nha, thêm một gánh nặng, trả lời trước mặt Chúa đó nha, đừng có giỡn đâu. Ai được trúng số đến thành thật chia buồn. Và ông cha này điên à, sao nữa, chia buồn vì cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Chúa cho ông đâu mà ông đòi, ông giữ. Chúa bảo này, trúng số rồi, liệu mà lo cho mấy người nghèo đi. Này, lên chức rồi đấy, liệu mà chăm sóc những người dưới quyền của mình đi. Đừng có tưởng mà ngon đâu. Cho nên đó là điều tốt và đẹp lòng Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Muốn cho mọi người được cứu độ, chứ có loại trừ ai đâu. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Đấy, làm trung gian sướng gì đâu. Làm trung gian là phải tự hiến để làm giá chuộc cho con người. Làm trung gian là phải từ bỏ cái ngai vàng đó, một Thiên Chúa đầy uy quyền đó, mà làm con người thấp hèn nhất, cúi xuống rửa chân, chịu sỉ nhục, chịu bắt bớ để cứu độ con người. Mà để cứu độ tất cả mọi người, cho nên là cái viên đại đội trưởng mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay là một người ngoại mà. Chú phải nói, tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Có lòng tin mạnh như thế. Lòng tin ấy thể hiện ra bằng lòng mến. Ông ấy thương cái người nô lệ của mình bị bệnh nặng gần chết. Ông ấy có quyền mua nô lệ, thuê người làm. Thằng này nó bệnh thì cho nó về nhà, cho nó ít tiền rồi thôi, kiếm thằng khác tới có sao đâu. Hay là kiếm ông lang nào sửa đại cho nó, được thì được, không được thì thôi, vậy là tốt rồi. Kiếm thằng khác khỏe khỏe về phục vụ. Ông có quyền và đó là công bằng. Nhưng mà lòng thương xót không cho ông dừng lại ở chỗ chỉ có công bằng, mà phải cầu cứu đến Đức Giêsu. Nghe đồn về Đức Giêsu thì cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Nghe đồn thôi mà đã cho mấy kỳ mục của người Do Thái, tức là những người không phải là ông cho lính lác mà đến mà nói xin Chúa đâu, mà cho những kỳ mục Do Thái, những người trưởng thượng á, có tầm cỡ đó, để đến nói, đến xin Chúa Giêsu đến mà cứu. Và họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin. Ông ấy đáng được người làm ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta. Anh chị em thấy không? Đâu ông đâu làm gì cho Chúa đâu. Thầy cứu ông đi vì ông thương thầy lắm á. Ông mới cho thầy mấy xe hơi đó, ông mới cúng cho thầy mấy bộ bàn ghế gỗ ván dày 10 tấc, cả mấy tỷ bạc. Thầy giúp ông chút. Không, có cho gì cho Chúa đâu. Nhưng mà ông ấy thương dân lắm, giúp ông ấy đi. Đó, Chúa cũng vậy. Chúa thương những người biết thương dân Chúa. Chúa giúp những người biết giúp dân Chúa. Chúa cứu những người biết cứu dân Chúa. Và thực sự Chúa ra tay. Mà ông này còn đi hơn một bước nữa. Lòng tin đến mức độ mà thôi, thầy không cần đến nhà tôi đâu. Thầy chỉ phán một lời là được rồi. Vì tôi đây này, dù vậy, mà cũng có những người dưới quyền, bảo nó đi thì nó đi, bảo nó đến thì nó đến, bảo nó làm thì nó làm. Bây giờ thầy là đứng đầy quy quyền, thầy chỉ cần nói một lời thì cái người gia nhân của tôi, thằng đầy tớ của tôi, người nô lệ của tôi sẽ được khỏi. Tôi tin như vậy. Anh chị em có dám không? Thầy đến lẹ lên, thầy ơi, trời ơi, nó gần chết rồi. Thầy cứ trần trở mãi. Cha khấn emergency cho con. Con của con nó nằm trong phòng cấp cứu rồi. Khấn khẩn cấp đi. Làm như là không khấn thì không được, mà khấn thì mới được. Do lòng tin của mình chứ, thưa anh chị em.
cho lòng tin của mình. Và lúc mình khấn, mình cầu, mình nguyện, mình dám nói như người này không, không cần Chúa, chỉ cần Chúa phán một lời, không cần Chúa đến nữa cơ. Còn đây khấn lẹ lên cho Chúa Cha, cho khấn đồng thứ cho Chúa cho con ngay ngay khẩn cấp, cho làm lễ khẩn cấp cho con, emergency, khấn làm lễ emergency, khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp. Thưa anh chị em, lòng tin của mình đúng như Chúa nói, tôi chưa thấy có người nào mà có lòng tin mạnh như cái người đại đội trưởng, một người ngoại đạo như thế. Về đến nhà, những người được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn, rõ ràng Chúa và ông ta chẳng gặp nhau, chỉ có lòng tin của ông. Lòng tin không đòi hỏi nữa. Không đòi hỏi Chúa phải ra tay ngay, Chúa phải làm như mình tin vào Chúa rồi Chúa muốn làm cái nào được. Không cần phải đến. Mình tin vào Chúa mà lại cứ điều khiển Chúa. Tin rằng Chúa thương con của mình, nhưng mà nó làm cái này làm cái kia, mình lại cứ cuống lên, mất ăn, mất ngủ rồi. Nói thôi Chúa để con chết đi cho rồi, để con chết thì được cái gì? Mà cứ dọa Chúa là Chúa để cho con chết đi. Từ nơi Chúa lì quá, con nói mà Chúa chẳng nghe, con dám kiêu ngạo như vậy. Mình quen điều khiển chồng con mình, hay quen điều khiển người khác, bắt người khác phải theo ý mình. Cho lúc mình cầu cũng bắt phải Chúa phải theo như mình mới là được. Chúa nói với Phêrô ngày hôm qua, tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà của con người. Bộ ngươi xót thương con của ngươi rồi ta không xót thương con của ngươi à? Ông đại đội trưởng cũng biết ông thương người đến nô lệ như nào, nhưng mà Chúa còn thương hơn ông. Cho nên Chúa không cần Chúa đến phán một lời thôi được rồi. Như thế nào tôi không cần biết. Con của mình nó có hư, Chúa không thương à? Chúa không chết để mà đền tội cho nó à? Mạng sống của Chúa hiến dâng để đền tội cho từng con người một. Mỗi người đều có giá trị trước mặt Chúa. Mình không kiên nhẫn, không khiêm tốn đủ, cuống cả lên và thách đố Chúa, thách thức Chúa, rồi Chúa để con chết đi thì hơn, thua cái gì? Mình cầu nguyện kiểu đó làm sao mà được, thưa anh chị em? Khẩn cầu trong sự khiêm tốn, nài xin như lúc nãy, nài xin, kiên trì, khiêm cầu xin, khẩn nguyện, nài van tạ ơn cho tất cả mọi người, đâu phải chỉ cho con của mình. Bao nhiêu người còn khổ hơn nhiều chứ. Một gia đình, ba đứa tâm thần, một người vợ đau, một ông bố yếu, trai giúp đỡ cho gia đình này, nó ở mãi vùng cao nguyên, vùng núi. Ba người tâm thần, không biết cái gì cả. Mình có một người con mà đã cuống cả lên là thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mình biết tín thác và quyền năng lòng thương cho Chúa như viên đại trưởng, đại đội trưởng đây, và biết cách cầu xin Chúa cho đúng cách với trọn niềm tín thác. Mình chị em cùng thanh lặng dâng lên Chúa những ước nguyện của mình và dâng lên Chúa những người xin khấn nguyện, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Xin mình vào lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là dòng suối tuôn trào chính từ nơi lời đồng đã đâm thu. Ân tình đó đã tông mát cho đời mô và nước đã tẩy xóa tội nhân. Con xin mình vào lòng
lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 13 tháng 9, Thánh Gioan Kim Khẩu. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 13 tháng 9, Thánh Gioan Kim Khẩu. Thánh Gioan Chrysostom được truy tặng biệt danh Kim Khẩu, tức là miệng vàng, là con một sĩ quan cao cấp trong đội quân Syria. Nhưng ông chết khi mẹ ngài là bà Anthusa mới sinh ra Gioan. Lúc ấy bà mới chỉ 20 tuổi. Gioan là người con thứ hai trong gia đình. Bà Anthusa là một phụ nữ thông minh, có cá tính, sớm dạy con lòng đạo đức và gửi con tới trường học danh tiếng, bất chấp đó là trường thuần túy ngoại đạo. Năm 20 tuổi, chàng thanh niên Gioan hoàn toàn bị thu hút bởi cá tính và trí tuệ của Đức Giám mục Meletius, tới mức cậu bỏ luôn việc học văn chương đời, dấn thân vào đời tu đức, học kinh thánh, nghe Giám mục giảng và tiếp nhận bí tích rửa tội, được phong chức đọc sách thánh vào năm 23 tuổi. Từ đó, thầy Gioan đam mê cầu nguyện, làm việc tay chân và học kinh thánh, bắt đầu viết về tu đức và đời sống đan tu. Năm 27 tuổi, Gioan quyết sống đời ẩn tu trong một cái hang, hoàn toàn tĩnh lặng với Chúa. Nhưng sức khỏe không cho phép, cho nên 2 năm sau, Gioan trở lại với nhiệm vụ đọc sách. Năm Gioan được 31 tuổi, Đức Giám mục Meletius phong chức phó tế cho Gioan. Sau đó, Đức Giám mục Meletius sang Constantinople chủ trì công đồng chung và chết tại công đồng chung Constantinople thứ hai năm 381. Gioan sau đó kết tình bạn thân thiết với Đức Giám mục mới, với nhiệm vụ là tổ chức phụng vụ, chăm sóc những người đau ốm và dạy giáo lý cho những anh chị em dự tòng. Vào năm 39 tuổi, Gioan được phong chức linh mục. Tài giảng thuyết làm say mê lòng dân, gây sự cuồng nhiệt bắt đầu từ đây. Khi giảng về các bức tượng, dân chúng bị khích động trước cảnh siêu cao thuế nặng, đã phá hủy các tượng hoàng đế Theodosius
Và vì thế, Gioan phải giảng suốt 21 bài giảng kế tiếp để xoa dịu dư luận quần chúng và giải tỏa sự hiểu lầm là mình chống đối lại hoàng đế. Cho tới khi Đức Giám mục Flavius đưa ngài tới Constantinople để làm hòa lại với hoàng đế. Vào những năm 386 đến năm 397, trong tầm tuổi từ 39 đến 51, cha Gioan Kim Khẩu đã để lại công trình giảng thuyết có chiều sâu thần học và kinh thánh khôn lường, để xứng đáng được liệt vào số những vị giáo phụ tiến sĩ đầu tiên của Hội Thánh Công Giáo. Thế nhưng, ngày 29 tháng 7 năm 397, Đức Nectarius, giám mục Constantinople qua đời. Hoàng đế Ariadius sau khi bàn bạc với quan Eutropius là người cai quản thủ đô, đã quyết định gọi cha Gioan Kim Khẩu về làm giám mục tại thủ đô Constantinople một cách hết sức âm thầm. Nhiệm vụ mới của vị tân giám mục hết sức là khó khăn. Đây là một thành phố đa sắc tộc. Hàng giáo sĩ và triều đình công giáo sống xa hoa, thói nịnh bợ và sự đút lót lan tràn để chiếm được địa vị chức tước cao sang. Sự mờ ám và mưu mô bao quanh Gioan Kim Khẩu, vị thuyết giáo đại tài của Antioch. Mờ ám và mưu mô đó là nét riêng của bất cứ ai có địa vị sống ở thành phố lớn trong thời ấy. Được đưa đến Constantinople sau 12 năm sống đời linh mục ở Syria, bỗng dưng Gioan Kim Khẩu thấy mình là nạn nhân bất đắc dĩ của một thủ đoạn triều chính muốn đưa ngài làm giám mục của thành phố lớn nhất triều đình. Là một người khổ tu, không bệ vệ, nhưng có phẩm cách, và bị đau bao tử vì những ngày sống trong hoang địa như một ẩn sĩ, Gioan Kim Khẩu bắt đầu chức giám mục dưới mây mù chính trị của triều đình. Nếu thân xác Gioan Kim Khẩu yếu đuối, thì miệng lưỡi của ngài lại mạnh dạn. Nội dung các bài giảng của ngài, điều ngài dẫn giải về kinh thánh không bao giờ thiếu đích nhắm. Có khi những quan điểm ấy chọc giận giới quyền cao chức trọng. Có khi một số bài giảng kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Lối sống của Gioan Kim Khẩu ở triều đình không được một số cận thần ưa thích. Ngài đề nghị một chỗ ngồi khiêm tốn cho các kẻ bợ đỡ hàng giáo phẩm đang trầu trực để được hưởng ơn mưa móc của triều đình và giáo hội. Gioan Kim Khẩu phàn nàn về nghi thức triều đình đã đưa ngài lên địa vị cao hơn các viên chức cao nhất của nhà nước. Gioan Kim Khẩu không phải là người muốn được uy quyền. Ngài không ham. Vì nhiệt huyết cho nên ngài phải ra tay hành động. Những giám mục hối lộ để được quyền cao chức trọng đều bị truất phế. Nhiều bài giảng của Gioan Kim Khẩu kêu gọi những hành động thực tiễn để chia sẻ của cải cho người nghèo. Người giàu không thích thú gì khi nghe thánh nhân nói rằng sở dĩ có của cải trần gian là vì A Dông phạm tội. Cũng như các ông không thích nghe Gioan Kim Khẩu nói về sự trung tín trong hôn nhân của người chồng cũng giống như người vợ. Đối với vấn đề công bình và bác ái, Gioan Kim Khẩu không bao giờ chấp nhận thái độ kỳ thị trong việc áp dụng. Vì lối sống tách biệt, vì
tính khí thẳng thắn, nhất là khi trên tòa giảng. John Kim Khẩu chắc chắn là mục tiêu để nhiều người chỉ trích và hận thù cá nhân. John Kim Khẩu bị kết tội tham ăn uống một cách lén lút. Vì trung thành trong công việc linh hướng cho một quả phụ giàu có là bà Olympia, cho nên John Kim Khẩu bị cho là giả hình trong vấn đề của cải và khiết tịnh. Hành động của John Kim Khẩu chống đối các giám mục bất xứng ở Tiểu Á đã bị các giáo sĩ khác kết án là ham danh, lạm dụng quyền thế trái với quy tắc giáo luật. Trong số những nhân vật lớn mà John Kim Khẩu phải đương đầu, phải kể đến vị quan cai quản thành phố là Eutropius, là người đã từng chiếm đoạt tài sản bất công của các người giàu có và bị nghi ngờ triệt hạ những người ông e ngại là đối thủ của ông. John Kim Khẩu đã cảnh cáo ông nhiều lần. Rồi đến các bà quý tộc bị John Kim Khẩu chỉ trích xa gần về thói xa hoa ăn chơi lộng quyền. Và gay cấn hơn cả là viên tướng Gainas, từng thông đồng với địch, gây áp lực với nhà vua theo bè phái Ario và đòi cho mình và binh lính mình một trong những nhà thờ của các người Công giáo. Đức giám mục John Kim Khẩu phải thuyết phục các nhân vật này khỏi đi quá trớn. Có hai nhân vật nổi tiếng thời ấy đích thân làm mất uy tín của Thánh John Kim Khẩu, đó là Theophilus, tổng giám mục Alexandria, và hoàng hậu Eudoxia. Theophilus sợ rằng địa vị của Đức Giám mục Constantinople ngày càng quan trọng, nên đã nhân cơ hội kết án John Kim Khẩu là dung dưỡng tà thuyết. Đứng sau giám mục Theophilus và các giám mục không ưa gì John Kim Khẩu là hoàng hậu Eudoxia. Bà bực tức với bài giảng của John Kim Khẩu về sự tương phản giữa giá trị phúc âm và cuộc sống xa hoa của triều đình. Không biết là vì vô tình hay là hữu ý, một số bài giảng của John Kim Khẩu đề cập đến hoàng hậu Jezebel đáng ghê tởm. Jezebel là người vợ xảo quyệt của ông vua Do Thái tên là Aca, là một cái tên đã trở thành biểu tượng đồng nghĩa với xảo trá và tội lỗi, và thường để gán cho những phụ nữ dối trá gian xảo một cách trơ trẽn. Rồi John Kim Khẩu cũng đề cập đến Herodias gian xảo, là người vợ bất hợp pháp của Herodê, người đã âm mưu cuộc xử trảm Thánh Gioan Tẩy Giả. Herodias là người đã dùng nhan sắc để lấy người em rể có quyền thế là vua Herodê Antipas. Herodias là người đã âm mưu để giết chết Thánh Gioan Tẩy Giả. Jezebel, Herodias là những kẻ vô đạo, và hình như khi nhắc đến họ, John Kim Khẩu muốn ám chỉ đến bà hoàng hậu Eudoxia, là người sau cùng đã xoay sở mưu mô tính toán để cho John Kim Khẩu phải bị đem đi lưu đày ở những nơi thật xa và rất nguy hiểm, vì luôn bị các đạo quân thù nghịch với đế quốc Roma đe dọa tấn công, và tại đó phải hứng chịu gió bão cùng nhiều thiếu thốn mọi sự. John Kim Khẩu chết trong cảnh đầy ải, khi bị ép buộc quốc bộ những dặm đường xa trong lúc kiệt sức. Lời sau cùng John Kim Khẩu thốt lên là: "Con xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả mọi sự." John Kim Khẩu về trời ngày 14 tháng 9 năm 407 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
có một trận mưa đá khủng khiếp đã xảy ra tại Constantinople khi Doan Kim Khẩu qua đời. 4 ngày sau, bà Hoàng cũng băng hà. Nhưng con trai của bà đã tôn kính sắc thánh Doan và tỏ lòng hối hận vì những tổn hại mà mẹ của ông đã gây ra. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện rất là bi thương của thánh Doan Kim Khẩu, chúng ta thấy được rằng là Thiên Chúa biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta biết mình. Nếu chúng ta làm mọi việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta không lo sợ người khác nói xấu hay là làm hại mình. Hãy nài xin thánh Doan Kim Khẩu ban cho chúng ta có lòng can đảm như Ngài. Doan Kim Khẩu qua lời nói và gương sáng đã nêu cao vai trò của vị ngôn sứ là an ủi kẻ đau phiền và làm cho những kẻ sống trong tiện nghi phải âu lo. Vì sự lương thiện và lòng can đảm, Ngài đã phải trả giá là cam chịu một cuộc sống giám mục đầy vất vả, chuyên chuyên, thậm chí còn bị mạ lị và đày ải. Ngài là bổn mạng của các nhà hùng biện, các vị giảng thuyết, các phát ngôn viên. Xin Chúa cho mỗi người dám mạnh dạn dùng lời nói và gương sáng để thể hiện vai trò ngôn sứ của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không nhượng bộ những cường quyền, dám nói thẳng, nói thật, bất chấp những kẻ âm mưu ám hại mình, dám can đảm làm chứng cho sự thật, dám chết vì lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót, rao giảng lòng thương xót. Bị bao nhiêu người ám hại, bao nhiêu người mưu mô tính toán hại mình, ta vẫn không sợ. Vì Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Amen. Sống đúng, sống đẹp. Thứ hai, 13 tháng 9, 2021. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thưa anh chị em và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ hai 13 tháng 9, chúng tôi mời anh chị em và các bạn cùng đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Chuyển ngữ của cha Mattia Ngọc Đính. Chúng con xin phép dịch giả
để chúng con sử dụng cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, đọc mỗi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cho anh chị em cùng nghe, cùng suy gẫm và cùng cầu nguyện để cảm nhận được lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của mình như thế nào, và ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp, chúng tôi sẽ trích đoạn nhật ký lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ hôm nay là số 1 và cứ tiếp tục một tuần 3 ngày như thế. Sau những đoạn trích nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, chúng ta cùng đọc 10 kinh trong Chúa Kinh Lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện và lãnh phép lành. Kết thúc, hát một bài Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Trong nhật ký số 1142, Chúa nói với Faustina thế này: Anh nữ của cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu cha dạy cho con về lòng nhân lành của cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích. Thưa anh chị em, cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi đã được giáo quyền chuẩn nhận cho phát hành rộng rãi và công khai sau khi đã điều tra nghiên cứu rất cẩn thận về tính xác thực của nó, đã trải qua nhiều lần khó khăn và đã có lần phải tạm ngưng để điều tra cẩn thận, sau đó mới được phép xuất bản. Mục đích như là Chúa Giêsu đã nói với Faustina là nhờ đó rất nhiều linh hồn được hưởng nhờ lợi ích. Và Chúa nói với Faustina là tỉ mỉ ghi lại từng câu cha dạy cho con, không thêm không bớt. Thưa anh chị em, một nữ tu mới học tới lớp 3 mà lại là một nữ tu bậc 2, tức là trợ sĩ, chỉ làm những việc tay chân, bếp núc, vườn tược và coi cổng, quét dọn, vệ sinh vân vân, chắc chắn không thể có trình độ mà viết được như thế này. Hoàn toàn là do quyền năng lòng thương xót Chúa soi sáng, hướng dẫn, điều khiển từng chi tiết, từng câu, từng chữ. Và Faustina nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, số 1. Ôi tình yêu hằng hữu, Chúa truyền vẽ bức hình của Chúa và tỏ cho chúng con nguồn mạch lòng xót thương khôn dò. Chúa chúc lành cho bất cứ ai đến với những luồng sáng của Chúa. Một linh hồn đen đủi cũng được trở nên như tuyết. Ôi Chúa Giêsu ngọt ngào, chính nơi đây Chúa đã thiết lập ngay tòa xót thương của Chúa để đem đến niềm vui và hy vọng cho nhân loại tội lỗi. Từ trái tim rộng mở của Chúa, như một nguồn mạch tinh khiết trào tuôn ủi an cho trái tim và linh hồn hối nhân. Ước chi lời chúc tụng và vinh quang cho bức hình này không bao giờ ngưng trào dâng từ tâm hồn nhân loại. Ước chi mọi trái tim đều dâng lời ca tụng lòng xót thương của Chúa. Bây giờ, trong từng giờ và muôn kiếp muôn đời. Ôi Thiên Chúa của con. Số 2. Khi nhìn về tương lai, con thấy rợn rùng. Nhưng tại sao lại phải lao vào tương lai? Chỉ có giây phút hiện tại là quý giá với con mà thôi. Vì biết đâu tương lai sẽ không bao giờ đến với hồn con. Con không còn khả năng để thay đổi, sửa sai hay thêm thắt vào quá khứ. Đến các nhà thông thái và ngôn sứ còn chẳng làm nổi điều ấy.
Và như thế, điều gì thuộc về quá khứ con phải giao phó cho Thiên Chúa. Ôi, giây phút hiện tại, ngươi thuộc về tôi, tất cả trọn vẹn. Tôi muốn tận dụng ngươi hết sức có thể. Mặc dù con yếu đuối bé bỏng, nhưng Chúa ban cho con hồng ân quyền toàn năng Chúa. Vì thế, tín thác vào lòng thương xót Chúa, con bước trên đường đời như một em nhỏ. Hằng ngày con dâng hiến lên Chúa trái tim cháy bỏng tình yêu, cho Chúa được vinh quang hơn. Số 4. Ôi Giêsu của con, nhờ tín thác vào Chúa, con đan kết hàng ngàn vòng hoa. Và con biết, rồi chúng sẽ nở rộ tất cả. Khi thái dương của Chúa chiếu tỏa trên chúng, ôi, nhiệm tích cực thánh cao vời, che khuất Thiên Chúa của con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ở với con từng phút giây và đừng ngại ngự đến lòng con. Số 5. Nguyện Chúa được tôn thờ, lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, bây giờ và mãi mãi. Nguyện Chúa được tôn thờ nơi mọi công trình và mọi thụ tạo của Chúa. Lạy Chúa, ước chi lòng thương xót hài hà của Chúa được ngưỡng mộ và chúc vinh. Số 6. Lạy Chúa, con sẽ ghi lại những cuộc gặp gỡ giữa hồn con với Chúa. Những giây phút Chúa ghé đến thăm con sẽ viết về Chúa. Lạy Đấng vô cùng trong tình thương dành cho linh hồn khốn nạn của con. Thánh ý Chúa là sự sống của linh hồn con. Con đã lãnh nhận mệnh lệnh này qua vị đại diện dưới thế của Chúa. Người giải thích thánh ý Chúa cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy việc ghi chép như thế thật khó khăn cho con. Con không có khả năng ghi lại rõ ràng những điều cảm nguyện trong linh hồn. Lạy Chúa, một cây bút có được ghi lại rằng nhiều lần nó không sao viết nổi một chữ hay không? Nhưng lạy Chúa, Chúa truyền lệnh phải viết, và thế là đủ cho con rồi. Vào dòng số 7. Năm lên 7 tuổi, tôi đã nghiệm được tiếng gọi Chúa dứt thoát. Hồng ân mời gọi và bậc sống tu trì. Năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi đã nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn. Đó là lời mời gọi tôi theo đuổi một nếp sống trọn lành hơn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe theo tiếng gọi ân sủng ấy. Tôi chẳng gặp được một ai giải thích cho tôi về những điều này. Số 8. Năm 18 tuổi, tôi tha thiết xin cha mẹ cho vào dòng, nhưng các ngài đã cương quyết từ chối. Sau lần từ chối ấy, tôi đã quay về với những sự phù phiếm ở đời, không còn lưu tâm đến ơn gọi. Mặc dù
tâm hồn tôi không được thỏa nguyện trong những điều ấy. Tiếng gọi thánh ân không ngừng gây cho tôi rất nhiều trăn trở. Vậy mà tôi đã cố gắng bóp nghẹt bằng những thú vui. Tận thâm tâm tôi đã lẩn tránh Chúa, dành trọn trái tim cho các thụ tạo. Tuy nhiên, ơn Chúa đã chiến thắng lòng tôi. Số 9. Lần kia, cùng với người em gái, tôi đi tham dự một buổi khiêu vũ. Giữa lúc ai nấy đang tươi vui, thì linh hồn tôi lại cảm thấy những day dứt đay nghiến. Khi bắt đầu khiêu vũ, tôi bỗng thấy Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh, người đang chịu cực hình, y phục bị tước lột, toàn thân đầy thương tích. Và người than van với tôi những lời này: "Cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ rẫy cha cho đến bao giờ nữa đây?" Lúc ấy, tiếng nhạc dìu dặt bỗng ngưng bặt, và những người khiêu vũ với tôi chẳng còn thấy đâu cả. Ở đó chỉ còn Chúa Giêsu và tôi. Tôi ngồi xuống cạnh người em yêu quý của tôi, giả vờ nhức đầu để che đậy những điều đang xảy ra trong linh hồn. Một lúc sau, tôi lẻn ra về, bỏ mặc em tôi ở lại với những người khác, và tôi đi về hướng vương cung thánh đường thánh Stanislaus Kostka. Trời đã nhá nhem tối, trong thánh đường chỉ còn một vài người, không màng đến những gì đang xảy ra chung quanh. Tôi sấp mình xuống trước thánh thể và nài xin Chúa dụ thương cho tôi được biết sẽ phải làm gì kế tiếp. Số 10. Lúc đó, tôi đã nghe được những lời này: "Con hãy lập tức đi Warsaw, con sẽ vào một tu viện ở đó." Tôi ngừng cầu nguyện, trỗi dậy trở về nhà và lo liệu những gì cần giải quyết. Tôi đã cố hết sức để thổ lộ với chị tôi những điều diễn ra trong linh hồn. Tôi nhờ chị thưa lời từ biệt với cha mẹ. Và thế là ngoài bộ đồ duy nhất trên người, không có một hành lý nào khác, tôi đã đến Warsaw. Số 11. Khi bước xuống xe lửa và thấy mạnh ai đi đường nấy, tôi bàng hoàng hoảng sợ. Tôi sẽ làm gì đây? Phải hướng về ai đây, trong khi không quen biết một ai? Thế là tôi cầu với mẹ Thiên Chúa: "Lạy mẹ Maria, xin dìu dắt, xin hướng dẫn con." Lập tức, trong lòng tôi nghe được những lời bảo tôi rời bỏ thành phố và đến một làng lân cận. Ở đó tôi sẽ tìm được một chỗ trọ an toàn qua đêm. Tôi đã làm theo, và quả thực mọi sự xảy ra đúng như lời mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi. Số 12. Sáng sớm hôm sau, tôi trở lại thành phố và ghé vào nhà thờ đầu tiên tôi gặp được. Nhà thờ Thánh Jacobe trên đường Rosetka tại Oksota, ngoại ô của thành phố Warsaw. Ở đó, tôi bắt đầu cầu nguyện để được biết thánh ý Chúa rõ hơn. Các thánh lễ được cử hành liên tiếp. Trong một thánh lễ, tôi đã được nghe lời này: "Con hãy đến gặp vị linh mục ấy và cho ngài biết tất cả, ngài sẽ dạy con phải làm gì tiếp theo."
Sau thánh lễ, tôi lên phòng thánh và kể cho vị linh mục tất cả những gì đang diễn ra trong linh hồn, và xin Ngài cho biết nên dâng mình ở đâu trong dòng tu nào. Số 13. Lúc đầu, vị linh mục cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Ngài dạy tôi hãy mạnh mẽ tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho tương lai của tôi. Ngài nói, bây giờ cha sẽ gửi con đến trọ nhà một bà đạo đức, và con hãy ở lại đó cho đến khi vào tu viện. Khi tôi đến gặp người phụ nữ ấy, bà đã tiếp đón tôi nồng hậu. Trong thời gian ngụ tại nhà bà, tôi để ý tìm một tu viện, nhưng gõ cửa tu viện nào cũng bị từ chối. Nỗi buồn nặng trĩu tâm hồn, tôi thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin giúp con, xin đừng bỏ con lẻ loi. Cuối cùng, tôi đã gõ cửa nhà dòng của chúng tôi. Số 14. Khi mẹ bề trên, tức là mẹ tổng quyền Michel, hiện nay ra gặp tôi. Sau một lúc nói chuyện, mẹ đã bảo tôi đến gặp chủ nhân nhà dòng và hỏi xem người có nhận tôi không. Tôi hiểu ngay sẽ phải xin điều ấy với Chúa Giêsu. Hết sức vui mừng, tôi lên nhà nguyện và xin Chúa Giêsu: Thưa chủ nhân của nhà này, Chúa có nhận con không? Một nữ tu ở đây đã dạy con phải thưa với Chúa như vậy. Tức thì tôi nghe được lời này: Cha nhận con ở trong trái tim cha. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, mẹ bề trên liền hỏi: À, Chúa đã nhận đồ phải không? Tôi thưa: Vâng ạ. Mẹ nói: Nếu Chúa đã nhận thì tôi cũng nhận. Số 15. Tôi đã được nhận vào dòng như thế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi vẫn phải sống ngoài thế gian hơn một năm nữa với người phụ nữ đạo đức, nhưng không trở về nhà quê. Hồi đó, tôi phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng Thiên Chúa đã ban tràn đầy ân sủng của Người cho tôi. Niềm khao khát Thiên Chúa ngày càng thấm thía trong tôi. Người phụ nữ ấy tuy đạo đức nhưng không hiểu được hạnh phúc của đời tu trì, nên bà đã theo lòng tốt mà sắp đặt những chương trình cho cuộc đời tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi có một tâm hồn lớn lao, không gì có thể lấp đầy. Vì thế, tôi đã dành trọn vẹn niềm khao khát của mình cho Thiên Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng dâng lên Chúa những ước nguyện riêng của mình. Sau khi nghe trích đoạn nhật ký thánh nữ Faustina, ta thấy ơn gọi của thánh nữ Faustina là như thế. Khởi đầu rất khó khăn và đầy thử thách. Mỗi người cũng có những ơn gọi riêng của mình. Ơn gọi sống đời sống gia đình, ơn gọi sống độc thân và ơn gọi sống đời dâng hiến. Điều quan trọng là nhận ra tiếng Chúa gọi để sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Bậc sống nào cũng có giá trị ngang nhau nếu đó là Thánh ý Chúa và ta làm theo Thánh ý Chúa. Tiếng Chúa gọi không phải rõ ràng. Faustina đã phải lần mò từ hồi 7 tuổi mà đến 18 tuổi. Rồi cha mẹ không đồng ý cho đi tu và Faustina tính không đi theo ơn gọi đó nữa và lao vào cuộc sống của thế gian, cũng nhảy múa ca hát như là những thiếu nữ đang tuổi 18.
tuổi xuân xanh, lao vào thế gian, không còn nghĩ đến chuyện riêng mình cho Chúa nữa. Mà ta thấy Chúa đánh độc Faustina ngay trong một biến cố là đang tham dự một bữa tiệc, một cuộc dạ vũ. Vậy mà trong lúc đang vui chơi, vui đùa, vui cười ấy, Chúa hiện ra trong hình hài một Thiên Chúa đang chịu khổ hình, bị lột trần, bị đánh đập, bị đau khổ vì tội lỗi nhân loại. Và Chúa hỏi: con còn muốn làm khổ ta đến bao giờ nữa? Nếu con cứ lao vào thế gian như thế mà không theo tiếng gọi của lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta bỏ Chúa, mỗi lần chúng ta chạy theo thế gian, là mỗi lần chúng ta đang làm cho cuộc khổ nạn của Chúa thêm đau, thêm nặng. Anh chị em, mỗi lần ta phạm tội là mỗi lần những lần roi, những nhát đòn tiếp tục vào thân hình của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho mỗi người nghe trích đoạn nhật ký ngày hôm nay để cũng nhận ra ơn gọi của Chúa trong cuộc đời của mình, và cương quyết đi theo ơn gọi đó, dẫu cho có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, vẫn luôn kiên trung. Giờ đây cùng thinh lặng dâng lên Chúa những ước nguyện riêng của mỗi người. Xin Chúa cho chúng con nhận ra tiếng Chúa gọi trong cuộc đời của mình và chấp nhận đi theo tiếng gọi ấy, dẫu cho khó khăn, thử thách, khổ đau. Dâng lên Chúa những người đang sống ơn gọi đời gia đình, ơn gọi độc thân và ơn gọi dâng hiến. Xin cho họ được trung thành với ơn gọi đó suốt cuộc đời của mình và mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng đọc 10 kinh trong chuỗi kinh lòng thương xót, kinh cầu lòng thương xót của Cha, và kết thúc bằng phép lành. Hát một bài kinh lòng thương xót Chúa. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi,
chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina, bắt đầu từ số 16. Chán trường con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về trong suối nguồn yêu thương, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót ngầm vui sướng, dặn dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.